Mời quý vị cùng đến với bức tranh toàn cảnh về sự kiện chính trường thế giới nổi bật trong 24 giờ qua. Những thông tin chính yếu sẽ có ngay sau đây. Điểm nóng mới gây tranh cãi giữa các đồng minh phương Tây của Ukraine. Mục đích của Nga khi tiến hành tấn công bằng UAV lớn chưa từng có vào Kyiv. Theo các chuyên gia quân sự, vấn đề gây tranh cãi mới nhất giữa các đồng minh phương Tây của Ukraine là việc có nên chuyển máy bay chiến đấu hiện đại F-16 cho Kyiv hay không. Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn thạo tin cho biết, mặc dù Washington vẫn từ chối cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine, nhưng chính quyền Tổng thống Joe Biden đã chuẩn bị cho việc chấp thuận để các đồng minh tài xuất loại máy bay này cho Kyiv. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang đối mặt với nỗ lực từ các nước châu Âu nhằm thúc đẩy việc chuyển các máy bay chiến đấu hiện đại cho Ukraine. Trong khi cả hai bên vẫn chưa ngã ngũ, một câu hỏi đặt ra là liệu mọi việc có dịu đi như đã từng xảy ra với những diễn biến trong việc cung cấp xe tăng, bệ phóng tên lửa và tên lửa phòng không cho Ukraine trước đây hay không? Những nỗ lực mới của Anh và Hà Lan trong chiến lược cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine đã bộc lộ mâu thuẫn mới nhất giữa các đồng minh phương Tây của Kyiv. Các nước này đã không ít lần tranh cãi về kế hoạch chuyển vũ khí chiến đấu tiên tiến cho Ukraine. Một số đồng minh châu Âu của Mỹ tuyên bố sẵn sàng cung cấp F-16 của họ cho Ukraine. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden vốn phải phê duyệt bất kỳ hoạt động chuyển giao máy bay nào do chính mình sản xuất, dường như cho rằng Ukraine không cần những chiếc máy bay chiến đấu hiện đại và đắt đỏ như vậy. Theo một quan chức cấp cao Ukraine giấu tên, Washington hoài nghi sâu sắc đến mức các phi công của Kyiv thậm chí không được phép huấn luyện trên những chiếc F-16 thuộc sở hữu của các quốc gia châu Âu. Tại Washington, một quan chức cấp cao của Mỹ cho hay, chính quyền ông Biden chưa gửi cho Ukraine những chiếc F-16 của riêng họ. Một phần vì mức giá đắt đỏ lên đến hàng triệu USD của nó sẽ khiến ngân sách dành cho chiến tranh cạn kiệt. Quan chức trên nói, chính quyền quan tâm hơn đến việc tăng tốc gửi các loại vũ khí khác đến Ukraine để kịp cho chiến dịch phản công chống lại Nga. Và trong mọi trường hợp, các máy bay chiến đấu sẽ không được đến chiến trường, ít nhất là trong nhiều tháng, có lẽ là rất lâu sau khi trận phản công của Ukraine bắt đầu. Đây không phải lần đầu tiên chính quyền Mỹ từ chối yêu cầu của các đồng minh gửi vũ khí hiện đại hơn đến Kyiv. Trong trường hợp đó, Mỹ cuối cùng đều tự đảo chiều, cho phép chuyển các bệ phóng tên lửa HIMARS cực mạnh, xe tăng Abrams và tên lửa phòng không Patriot cho Ukraine. Giới chức Mỹ không loại trừ khả năng chính quyền Tổng thống Biden sẽ cấp phép tái xuất cho quân đội các nước châu Âu, giúp họ chuyển những chiếc F-16 sang Ukraine. Mới đây, khi Anh và Hà Lan công bố cái gọi là liên minh máy bay chiến đấu, Ngoại trưởng Antony Blinken và người đồng cấp Hà Lan, Hoekstra, đã có cuộc điện đàm thảo luận về Ukraine và các vấn đề khác. Nhưng ông Hoekstra sau đó cho biết, chúng tôi vẫn chưa đạt được giải pháp nào. Hà Lan là một trong bốn quốc gia châu Âu mà các quan chức cấp cao Ukraine cho biết đã âm thầm phát tín hiệu sẵn sàng gửi F-16 tới Ukraine. Hạm đội của Hà Lan cùng với Đan Mạch và Bỉ có thể cung cấp ít nhất 125 chiếc F-16 sẵn sàng chiến đấu, theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, một cơ quan cố vấn của Anh chuyên đánh giá kho dự trữ quân sự trên toàn cầu. Na Uy, quốc gia đã cho số lượng F-16 không xác định nghỉ hưu vào năm ngoái, đã chuyển sang các máy bay chiến đấu tấn công chung F-35 tiên tiến hơn, cũng sẵn sàng đóng góp, một quan chức Ukraine nói. Vì sao Ukraine hối thúc gửi F-16? Kyiv đang đề nghị, ít nhất là cho đến lúc này, khoảng từ 24 đến 36 chiếc F-16 để phục vụ chiến dịch phản công Nga. Tuần trước, Thủ tướng Anh Rishi Sunak thông báo nước này sẽ bắt đầu đào tạo các phi công Ukraine từ mùa hè này như một phần của kế hoạch về việc cung cấp máy bay phản lực F-16. Thông báo của ông Sunak gói gọn trong một gói viện trợ quân sự mới, được đưa ra trong chuyến thăm London của Tổng thống Zelensky. Tuy nhiên, nếu không có sự chấp thuận rõ ràng của Mỹ, khóa huấn luyện có thể sẽ bị giới hạn ở những gì mà các quan chức cấp cao Ukraine mô tả là các bài học chiến thuật và ngôn ngữ kỹ thuật đơn thuần. Với hệ thống radar cực mạnh có thể phát hiện mục tiêu từ hàng trăm km cùng với tên lửa hiện đại, F-16 có các hệ thống tối mật mà Mỹ không muốn bị sao chép hoặc rơi vào tay kẻ thù. Tháng trước, Ba Lan và Slovakia cho biết đã gửi cho Ukraine hơn 20 máy bay chiến đấu MiG-29 từ thời Liên Xô cho Kyiv. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo Ukraine cho hay họ cần F-16 hơn để chống lại các cuộc không kích và tránh các máy bay chiến đấu hiện đại của Nga. Các quan chức Ukraine cũng bày tỏ mối lo nhiều hơn về một bước chuyển hướng khác, đó là vũ khí phương Tây hỗ trợ được chuyển đến khi các bên liên quan bắt đầu rơi vào tình trạng mệt mỏi vì chiến tranh và nguồn tài trợ cạn kiệt. Ukraine cũng đặc biệt quan tâm đến Mỹ, nơi một số đảng viên Cộng hòa, bao gồm cả các ứng viên trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm tới, đã đặt câu hỏi về việc nên ủng hộ cho Kyiv thêm bao nhiêu và trong thời gian là bao lâu nữa.
Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết, cuộc tấn công này diễn ra vào đêm ngày 28 tháng 5, được thực hiện từ phía Bắc và phía Nam thành phố. Các UAV đều bay ở độ cao thấp. Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ 52 trong tổng số 54 UAV của Nga. Những mảnh vỡ của máy bay rơi xuống đã khiến một người thiệt mạng, hai người bị thương và gây cháy phần mái của trung tâm thương mại. Người phát ngôn Bộ Chỉ huy miền Nam của Ukraine cho rằng, với độ cao này, Nga dường như đang tìm cách né tránh hệ thống phòng không của Ukraine. Phát biểu với báo chí, quan chức này cho biết, theo thông lệ, Nga thường sử dụng bờ biển phía đông của biển Azov để tiến hành các cuộc tấn công. Nhưng đường bay của những chiếc UAV này rất khác biệt. Chúng cố gắng vượt qua các tuyến phòng không ở phía nam. Hầu hết các UAV bay qua những vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát tạm thời và phân tán khắp Ukraine. Nga đang cố gắng điều hướng UAV theo những cách khác nhau nhằm che giấu đường đi chính của chúng. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu các cách tiếp cận mới để đạt hiệu quả cao nhất trong việc bắn hạ loại vũ khí này. Nga đã gia tăng đáng kể tần suất các cuộc tấn công vào những mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Ukraine, đặc biệt là thủ đô Kiev, kể từ tháng 4 vừa qua. Còn lực lượng phòng không Ukraine đang nỗ lực bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Cuộc tấn công vào đêm 28 tháng 5 là cuộc tấn công thứ 14 của Nga nhằm vào thủ đô Kiev. Thị trưởng Vitaly Klitschko cho hay. Ông Oleksandr, một chỉ huy của Ukraine, nói rằng hệ thống phòng không của nước này đang ngày càng thích ứng tốt hơn với các chiến thuật mới của Nga. Ở giai đoạn đầu cuộc xung đột, Ukraine thường sử dụng các hệ thống phòng không tầm xa S-300 và hệ thống tầm trung Buk có từ thời Liên Xô để đẩy lùi các cuộc không kích của Nga. Nhưng sau nhiều tháng kêu gọi phương Tây gia tăng viện trợ quân sự để chống lại các cuộc tấn công trên không, Ukraine bắt đầu nhận được những hệ thống phòng không do phương Tây sản xuất, gồm Aristi, NASAM, Krotho, Gepard và gần đây nhất là hệ thống tên lửa Patriot do Mỹ chế tạo. Với những loại vũ khí mới này, năng lực phòng không của Ukraine sẽ được nâng cấp đáng kể, nhà phân tích quân sự Denis Popovic đánh giá. Các nhà phân tích cho rằng chiến lược mới nhất của Nga có thể nhằm mục đích làm suy yếu khả năng phòng không của Ukraine và làm chậm cuộc phản công mà Ukraine đang chuẩn bị tiến hành. Theo ông Popovic, các cuộc không kích của Nga trong thời gian gần đây nhằm vào thủ đô Kiev và những nơi nằm cách xa tiền tuyến như thành phố miền Trung Uman hay các vùng Zhytomyr, Vinnytsia, Menisky và Ternopil cho thấy quân đội Nga đang cố gắng tấn công những nơi tập trung viện trợ quân sự của phương Tây để làm chậm hoặc ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine. Nga không chỉ nhắm mục tiêu vào các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, các tuyến đường cung cấp, điểm tập kết đạn dược và thiết bị quân sự, mà còn các kho chứa nhiên liệu và các khu vực tập trung binh sĩ của đối phương. Ông Popovic nhấn mạnh, một số nhà quan sát khác cho rằng, mục tiêu khác của Nga khi liên tục tiến hành các làn sóng không kích là cố gắng phá hủy các hệ thống phòng không tiên tiến của Ukraine hoặc là khiến cho Kiev cạn kiệt nguồn dự trữ tên lửa phòng không bằng cách sử dụng những máy bay không người lái cảm tử giá rẻ do Iran sản xuất. Các quan chức Ukraine cho biết sự thiếu hụt tên lửa phòng không là vấn đề cấp bách nhất của họ khi Kiev đang chuẩn bị tiến hành cuộc phản công mùa xuân nhằm đẩy lùi Nga ra khỏi lãnh thổ. Người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine Yuri Inat thừa nhận nước này không đủ khả năng đối phó với số lượng lớn tên lửa đạn đạo mà Nga sử dụng. Chúng tôi có các hệ thống Patriot để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, nhưng số lượng hệ thống này không đủ để bao phủ tất cả các hướng cần thiết. Che chắn tất cả các thành phố lớn và những cơ sở hạ tầng quan trọng. Ukraine là quốc gia có diện tích lớn và chúng tôi chắc chắn sẽ cần nhiều nguồn lực hơn. Tài liệu tình báo bị rò rỉ của Bộ Quốc phòng Mỹ dự đoán, kho dự trữ tên lửa dành cho các hệ thống S-300 và Buk của Ukraine sẽ cạn kiệt hoàn toàn vào tháng 5. Hiện việc tăng cường khả năng phòng không cho Ukraine là chủ đề chính trong các cuộc họp của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ khẳng định, nhiệm vụ quân sự quan trọng hiện giờ là củng cố hệ thống phòng không của Ukraine, đảm bảo sức mạnh của các hệ thống đó, đồng thời có sự phân cấp rõ ràng, tầm ngắn, tầm trung đến tầm xa. Ông Vadim Skibisky, Phó Cục trưởng Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine lưu ý rằng, việc Nga sử dụng gần 900 tên lửa trong mùa thu và mùa đông vừa qua cho thấy Moscow rất thành công trong việc thiết lập dây chuyền sản xuất để bổ sung nguồn cung cấp vũ khí và đạn dược, bất chấp các lệnh trừng phạt của phương Tây. Trước đây, mục tiêu của Nga là phá hủy hệ thống năng lượng của chúng tôi để làm suy yếu hoạt động quân sự. Nhưng giờ đây, họ có ưu tiên hoàn toàn khác, đó là phá vỡ các kế hoạch và sự chuẩn bị của chúng tôi cho cuộc phản công lớn. Điều động nhiều loại chiến hạm thực hiện các cuộc tập trận quy mô lớn, triển khai tàu khảo sát cùng tàu hải cảnh và tàu cá xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam, lắp đặt phao đèn báo hiệu tại Trường Sa là những hành động mà Trung Quốc tiến gần đây ở Biển Đông, xâm phạm vùng biển Việt Nam. Ngày 25 tháng 5, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc tàu khảo sát hướng Dương Hồng 10 cùng các tàu hải cảnh, tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần đây,
Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định, Bộ Ngoại giao và các cơ quan chức năng Việt Nam đã giao thiệp nhiều lần với phía Trung Quốc và triển khai các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, luật pháp Việt Nam để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của Việt Nam. Bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu các cơ quan liên quan phía Trung Quốc tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, chấm dứt ngay hoạt động xâm phạm, rút tàu Hướng Dương Hồng 10 và các tàu hải cảnh tàu cá ra khỏi vùng biển Việt Nam, đồng thời tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam, thực hiện nghiêm túc tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông. Cùng ngày 25 tháng 5, trả lời câu hỏi về phía phản ứng của Việt Nam trước việc Trung tâm Bảo đảm An toàn Hàng hải tiến hành lắp đặt 3 phao đèn báo hiệu tại một số thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, việc lắp đặt phao đèn báo hiệu tại các thực thể ở quần đảo Trường Sa mà không được sự đồng ý của Việt Nam là vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo này, vì vậy không có giá trị pháp lý. Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao cũng khẳng định, Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa cũng như quần đảo Hoàng Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam yêu cầu các bên liên quan không có hành động làm phức tạp tình hình, tôn trọng chủ quyền của Việt Nam, tôn trọng luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông, giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông, bà Hằng nói. Trước đó, ngày 24 tháng 5, Trung Quốc vừa lắp đặt 3 đèn hiệu ở một số thực thể tại quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Liên tục điều động tàu chiến tập trận quy mô lớn. Cùng ngày 24 tháng 5, một nhóm chiến hạm Trung Quốc được dẫn đầu bởi khu vực trục hạm Đại Liên cùng với sự tham gia của một tàu khu trục Typer 052D, hai tàu hộ thống Typer 054A tiến hành tập trận ở Biển Đông. Nhóm chiến hạm này đều thuộc chiến khu Nam Bộ Giải phóng quân Trung Quốc, vốn được PLA phân cấp phụ trách khu vực bao gồm Biển Đông. Hoàn Cầu Thời báo dẫn lại thông báo từ Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc cho hay, cuộc tập trận được tiến hành trong 4 ngày 3 đêm tại khu vực ở Biển Đông. Tuy nhiên, bản tin không nêu rõ vị trí của 4 khu vực tập trận. Trong đó, tàu Typer 055 là loại khu trục hạm lớn nhất của PLA, có độ choáng nước tài toản hơn 12.000 tấn và dài gần 180 mét. Tàu Typer 055 có kích thước ngang với tàu tuần dương của Mỹ, dù vẫn nhỏ hơn tàu khu trục mà Mỹ đang sở hữu. Ngoài hệ thống pháo chính 130mm và pháo cận chiến 30mm có thể dùng để phòng không, tàu Typer 055 được trang bị đến 128 ống phóng tên lửa thẳng đứng, cho phép phóng nhiều loại tên lửa khác nhau. Tàu cũng có thể mang theo các loại máy bay trực thăng tác chiến đa nhiệm. Vì thế, lớp tàu này thuộc nhóm tàu chiến nổi có hỏa lực mạnh nhất hiện nay trên thế giới. Đến nay, PLA đã đưa vào sử dụng 3 chiếc Typer 055 trong chiến lược đẩy nhanh hiện đại hóa lực lượng hải quân. Bên cạnh đó, các tàu khu trục Typer 052D và tàu hộ tống Typer 054A đều tích hợp các hệ thống vũ khí tiên tiến. Gần đây, Trung Quốc liên tục điều động khu trục hạm tham gia các cuộc tập trận ở nhiều khu vực, bao gồm Biển Đông. Ngay trước cuộc tập trận trên, tờ Hoàn Cầu Thời báo ngày 14 tháng 5 dẫn thông tin từ PLA cho hay, tàu khu trục Đại Liên đã nằm trong nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông tiến hành chuyến tập trận ở khu vực Tây Thái Bình Dương và cả Biển Đông. Kèm theo còn có hai tàu khu trục Typer 052D, hai tàu hộ tống Typer 054A và một tàu hỗ trợ. Đợt tập trận này kéo dài đến 28 ngày và vượt qua hải trình dài 8.000 hải lý. Liên quan cuộc tập trận này, tàu Hoàn Cầu Thời báo cho rằng nhằm thể hiện khả năng của Bắc Kinh để kiểm soát cái gọi là lợi ích của Trung Quốc ở Biển Đông. Đầu tháng 3, tờ báo trên đưa tin một nhóm tàu chiến của Trung Quốc dưới sự chỉ huy của chiến khu Nam Bộ và thực hiện cuộc tập trận ở Biển Đông và vùng Tây Thái Bình Dương. Cuộc tập trận kéo dài hơn 30 ngày với hải trình tổng cộng khoảng 9.000 hải lý. Cuộc tập trận có sự tham gia của tàu đổ bộ tấn công Hải Nam loại Typer 075, tàu khu trục Hồi Hột loại Typer 052D, tàu hộ tống Liễu Châu loại Typer 054A và một tàu hỗ trợ. Không chỉ tập trận hải quân giữa tháng 2 vừa qua, cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc thông tin máy bay ném bom H-6K đã bay hơn 5.000 km trong một cuộc tập trận kéo dài hơn 7 giờ ở Biển Đông. Loại máy bay này từng được Bắc Kinh triển khai trái phép ở một số thực thể ở quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép. Nói một đường là một nẻo. Trong khi đó, thời báo cuối tháng 3 vừa qua đưa tin Bắc Kinh cam kết sẵn sàng hợp tác với ASEAN để đưa ra các đảm bảo về mặt thể chế để xây dựng Biển Đông thành vùng biển hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Cam kết được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương gặp Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hao tại Bắc Kinh.
Chính Trung Quốc cũng nhiều lần khẳng định sẽ tuân thủ tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và cùng phối hợp với ASEAN đạt được bộ quy tắc về ứng xử ở Biển Đông. Tất cả nhằm hướng đến việc đảm bảo hòa bình, ổn định ở Biển Đông. Đây cũng chính là tinh thần chung mà cộng đồng quốc tế, khối ASEAN nói chung, cũng như Việt Nam và một số nước nói riêng đã cam kết tuân thủ. Thế nhưng, ngược lại với cam kết trên, Trung Quốc vẫn tiến hành hàng loạt hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam, gây quan ngại cho hòa bình, ổn định cho Biển Đông. Biển Đông là khu vực luôn tiềm ẩn những nguy cơ và có thể trở thành điểm nóng mới của thế giới, đòi hỏi các nước trong khu vực phải rất cảnh giác và nỗ lực tìm kiếm các biện pháp ngăn chặn hiệu quả. Khu vực tranh chấp phức tạp nhất trên thế giới. Đây là nội dung của cuộc hội thảo về Biển Đông với chủ đề Biển Đông, một không gian đa chiều trước những thách thức toàn cầu vừa diễn ra tại trụ sở Thượng viện Pháp do Viện Nghiên cứu Địa chính trị ứng dụng tổ chức. Hội thảo đã thu hút sự tham gia của gần 20 diễn giả là học giả, giáo sư, luật gia, nhà báo tại Pháp và châu Âu cùng hàng chục quan khách quan tâm đến vấn đề Biển Đông. Hội thảo được chia làm 4 phiên thảo luận về các chủ đề không gian Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, dưới ánh sáng của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, Biển Đông tâm điểm về an ninh, biến đổi khí hậu, nhân tố khủng hoảng mới tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, một sân khấu chính trị khu vực đa dạng và vai trò của Pháp. Biển Đông đang được dư luận quốc tế quan tâm bởi đây là khu vực tranh chấp thuộc loại phức tạp nhất trên thế giới hiện nay, diện tích vùng biển và số lượng đảo tranh chấp rất lớn, liên quan đến nhiều nước, nhiều bên. Trung Quốc là một nước lớn, một bên tranh chấp nhưng lại đã đưa ra yêu sách không rõ ràng, nhất là liên quan đến đường chín đoạn chiếm tới hơn 80% diện tích Biển Đông, khiến cho tranh chấp càng phức tạp hơn. Lâu nay, Trung Quốc thường đơn phương diễn giải luật pháp quốc tế không phù hợp với chuẩn mực và lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Điều này đang làm suy giảm ý nghĩa sự toàn vẹn và giá trị thống nhất và phổ quát, không chỉ tác động đến nền móng của hòa bình ổn định ở Biển Đông mà còn là mầm mống có thể tác động dẫn tới việc xói mòn trật tự biển cũng như hòa bình ổn định toàn cầu. Bên cạnh đó, cạnh tranh địa chính trị và quân sự hóa Biển Đông tiếp tục làm thay đổi nguyện trạng trên biển, làm tình hình trên thực địa thêm phức tạp, cản trở tiến trình ngoại giao. Ngoài ra, các thách thức an ninh phi truyền thống như thiên tai, ô nhiễm môi trường biển, tội phạm xuyên quốc gia trên biển, nước biển dâng tiếp tục thách thức người dân trong khu vực. Đặc biệt thời gian gần đây, tàu khảo sát hướng Dương Hồng 10 của Trung Quốc cùng một số tàu hải cảnh, tàu cá bảo vệ đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cùng với đó, Trung tâm Bảo đảm An toàn Hàng hải, Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc cho tiến hành lắp đặt 3 phao đèn báo hiệu tại một số thực thể thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hai hành động phi pháp trên của Trung Quốc trong vùng biển của Việt Nam nằm trong chuỗi hoạt động vây lấn và nước này đang thực hiện ở Biển Đông. Mục đích của các hoạt động vây lấn là nhằm thực hiện hóa định hướng bình thường hóa các cuộc đối đầu trong phạm vi đường chín đoạn phi pháp. Để tạo thế trận vây lấn, Trung Quốc đã huy động đến 5 lực lượng tham gia bao gồm dân binh, hải cảnh, hải tuần, hải quân và cuối cùng là các tàu khảo sát hàng hải với những nhiệm vụ vây lấn và tấn. Việc phân công và phối hợp với các lực lượng được tổ chức chặt chẽ, lực lượng dân binh đóng vai trò thường trực ở cả hai chức năng trong công tác vây, bao gồm phong tỏa các thực thể chưa có người ở khu vực trung tâm của đường chín đoạn và bảo vệ vòng trong cùng khi hộ tống các tàu khảo sát hàng hải của Trung Quốc hoạt động trái phép trên Biển Đông. Lực lượng hải cảnh với chức năng chấp pháp sẽ thực hiện nhiệm vụ lấn một cách chủ động nhằm hỗ trợ lực lượng dân binh Trung Quốc đối trọng với các tàu chấp pháp của các nước ASEAN. Sự túc trực thường xuyên của hai tàu hải cảnh Trung Quốc 4303 và 5305 hộ tống tàu khảo sát hướng Dương Hồng 10 ở khu vực bãi tư chính của Việt Nam từ giữa tháng 5 chính là thực hiện nhiệm vụ này. Lực lượng hải quân không can dự trực tiếp vào thế trận do dân binh hải cảnh thực hiện mà chủ yếu hiện diện từ xa ở vòng ngoài nhằm hỗ trợ khi cần thiết hoặc đóng vai trò răn đe. Hai lực lượng còn lại là tàu khảo sát hàng hải và tàu tải hải tuần thì sẵn sàng tham gia phối hợp trong từng trường hợp cụ thể. Giải quyết bất đồng tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế. Giải quyết những vấn đề nảy sinh trên Biển Đông đã trở thành yêu cầu cấp thiết. Theo dự báo, trong năm 2023, tình trạng căng thẳng và cạnh tranh ở Biển Đông có nguy cơ gia tăng do Trung Quốc tiếp tục có các hoạt động xây dựng và quân sự hóa không ngừng nghỉ. Trong bối cảnh đó, tại cuộc hội thảo vừa diễn ra tại trụ sở Thượng viện Pháp, các đại biểu tham dự đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh và tự do hàng hải tại khu vực Biển Đông, sự cần thiết tôn trọng và thực thi cũng như các cam kết của các nước trong khu vực như tuyên bố ứng xử của các bên tại Biển Đông năm 2002. Hội thảo cũng nhấn mạnh đến việc phát huy vai trò của thế giới trong việc giải quyết bất đồng tranh chấp ở khu vực Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, mở rộng các khuôn khổ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với các quốc gia trong khu vực.
Đây là những định hướng cơ bản còn đi vào cụ thể, thực tế cho thấy thế giới và khu vực phải nỗ lực trong rất nhiều vấn đề. Trước hết là phải xây dựng và duy trì môi trường thuận lợi cho việc thúc đẩy hợp tác. Để làm điều này, đầu tiên cần củng cố lòng tin chiến lược giữa các nước trong và ngoài khu vực trong vấn đề Biển Đông, đồng thời có nhiều biện pháp để tạo dựng lòng tin, song quan trọng nhất là sự minh bạch trong chính sách, sự tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của luật pháp quốc tế và hành xử có trách nhiệm vì lợi ích chung của cộng đồng. Đến đây thì thời lượng của bản tin Thời sự quốc tế cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Rất mong nhận được những ý kiến đóng góp, đánh giá của quý vị ở phần bình luận. Cảm ơn quý vị. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!